Chào các bạn, hôm nay Kimberly chia sẻ món mực xào khóm nha. Thì mình cần có khóm. Kimberly gọt xong rồi nè, khóm á. Hay bao nhiêu khóm đây đi? Kimberly không có cân cái này, chắc chừng 700 gram khóm. Rồi mình cần củ hành tây. Kimberly xài củ hành ngọt cho nó đừng có bị hăng á. Mình cần nửa củ nha. 4 trái cà, đây là cần tây, Kimberly xài 6 nhánh, các bạn có thể xài cần tàu nó cũng thơm hơn. Rồi vài tép hành ha, đây là ngò rí, mình có thể để trên mặt. Quan trọng là mật nè, mật này là bạch tuộc con đó, cái này là 900 gram. Kimberly lột bớt cái da nó đi á, Kimberly chưa một con lại cho các bạn coi nè, nó là như vậy. Kimberly lột bớt cái da. Mình cần rượu chấm nấu ăn, tiêu và những gia vị bình thường như đường, muối, hạt nêm, bột ngọt. Mình sẽ ăn với cái nước tương ớt, chấm với nước tương ớt ha. Mình cần một muỗng bột năng á, một muỗng canh bột năng pha với 3 muỗng nước nha. Bột năng để mình tạo cái độ sệt sệt á. Bây giờ Kimberly sắc mấy cái này ra nha. Cà mình sắc muối. Sắc muối hơi lớn tí xíu để cho nó đừng có bị nát. Rau các bạn có thể bớt lại. Hành mình bỏ cái lót đi, sắc dài dài, cắt khúc dài khoảng 1 inch và 2-3 cm thì hành mình sắc muối lớn nha. Độ dày khoảng 1 cm. Như vậy. Mình tách nó ra nha. Cái này mình sắc xéo xéo đó. Miếng dày dày nha, cỡ này, nửa cm đi. Khóm mình cũng sắc. Độ dày cỡ này nha. Khóm chút xíu đó, mình sẽ ướp đường với muối trong này để cho nó thấm cái khóm á, không mình xào nó không ngon. Nếu mà khóm chua thì các bạn không cần cho giấm, nếu mà khóm ngọt các bạn phải khi xào xong phải cho giấm vô, cho một ít giấm vô cho nó có cái hậu chua chua thì nó mới ngon nha. Đó, lần lượt các bạn sắc hết. Giờ Kimberly ướp cái khóm nha. Mình sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm nóng vô nha, hạt nêm gì các bạn có thì xài thôi. Một muỗng cà phê muối nha, và một đường cho 2 muỗng canh nha, 2 muỗng canh lưng lưng đường á. Mình trộn nó lên để cho nó thấm cái đường, cái muối á, cái
chứ không thôi nó bị chua lắm. Mình xào gì nó sẽ ngon hơn nếu mình ướp nó. Mình ướp nó ở đây 5-10 phút. Trong khi mình ướp khóm này, mình sẽ chuẩn bị cái tỏi băm. Mình cần 5 tép tỏi băm ha. 5 tép tỏi mình băm nó ra để mình xào. Đó, ướp cái khóm để đây đi. Đây, mình cần 5 tép tỏi băm nha. Rồi mình mở lửa luôn đi. Mở lửa cho nó nóng cái chảo. Chảo thiệt nóng mới được. Chảo nóng mình cho dầu ăn vô và mình phi tỏi cho nó thơm lên rồi mình bỏ mực nó vô ha. Xào, xào mực vừa xăng mình cho khóm nó vô mình xào luôn. Món này cũng dễ làm thôi, ai cũng làm được hết. Mình xắt cái ngò ra sẵn luôn. Cái ngò rí đó mình xắt lại một chút xíu mình để trên mặt. Rồi chảo nóng rồi đó, mình sẽ cho 2 muỗng dầu ăn vô đây nha. Mình cho tỏi vô. Cho tỏi thơm lên. À, khi mà lên nghe mùi tỏi nó bốc lên thơm, bây giờ mình bỏ mực vô. Cái mực nó xăng xăng này nè, mình bỏ khóm vô nha. Mở lửa cho thiệt mạnh nha các bạn. Xào này lửa càng lớn thì nó càng ngon. Giờ Kim Ly cho cần vô nha. Rau nhiều hay ít thì tùy theo các bạn nha. Để cái mực nó qua phía bên này. Bên này lửa nó mạnh hơn nè. Để cho rau củ nó chín. À, Kim Ly không thích xào rau chín quá. Nó còn hơi sống sống, giòn giòn ăn mới ngon. Chín quá ăn hết ngon. Kim Ly cho cà vô nha. Bột nấm vô, 2 muỗng cà phê bột nấm ha. Muối mình cho 2 muỗng cà phê muối lung lưng nha. Đường, cho đường vô luôn. Này muỗng ăn canh à, cho 1 muỗng rưỡi, 1 muỗng rưỡi cam đường nha. Món này nó cũng phải hơi ngọt ngọt. Mực nó teo dễ sợ luôn, gần cả ký mực mà nó teo lại còn có nhiêu ạ. À? Có được thứ màu đẹp ha. Xanh đỏ cam vàng. Giá là phải có cái này. Bột năng á, mình quậy nó lên, nó lóng nó dưới để tạo cái độ sệt. Kim Ly sẽ cho 1 muỗng canh rượu ăn vô đây nha. Rượu nấu ăn á. Mình thử đi cái mùi tanh của
sẵn. Thử cái nước nha. Vừa ăn rồi. Ngọt ngọt, mặn mặn, tí chua, có tí xíu mùi rượu. Giờ mình cho hầm vô nha. Với đầu hành. Chín nó mắc ngon. Mình cho hành củ vô chừng 30 giây thôi là bắt đầu mình cho cái bột năng. Cho bột năng vào nha. Mình tưới từ từ, mình coi cái độ sạch của nó. Mình không muốn nó quá sạch. Một muỗng canh chờ lại chút xíu. Mình cho hành lá vô là tắt lửa liền nha. Rồi xong rồi. Mực xào khóm. Ngon quá. Các bạn làm thử nha. Thành phẩm đây, món mực xào khóm với cần hành. Các bạn xem nhìn hấp dẫn không? Kim Ly cho tiêu với ngò đã lên đó. Mình sẽ chấm với nước tương ớt nha. Nước tương ngon với ớt. Trời, các bạn làm thử nha. Kim Ly chào các bạn, hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.